Trước đó, sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa, tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023. Tham dự có ông Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Với chủ đề Hiến giọt máu đào, chào đời sự sống, chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 500 cán bộ, công nhân viên, chuyên gia nước ngoài đến từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Amata Biên Hòa đăng ký tham gia. Trong đó có rất nhiều tình nguyện viên từng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh hiến này chắc cũng khoảng 5-6 lần gì đó. Cái nguồn máu của mình thì ngoài việc nuôi sống mình thì có thể giúp đỡ cho những người khác. Thì mình khi mình có được cái hạnh phúc là mình có đầy đủ nguồn sống thì mình có thể là mình sẽ chia sẻ cho những người khác. Mình thì cũng sợ, nói chung là sợ kim chích đồ, nhưng mà thấy hiến máu thì cũng có ý nghĩa. Thấy báo chí lúc nào cũng nói là Việt Nam bây giờ thiếu máu nhiều nên lần nào công ty tổ chức mình cũng đi tham gia cả. Nói chung mình nghĩ là chắc là các bạn thì ai cũng sẽ có mong muốn để hỗ trợ cộng đồng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái điều kiện hoặc là cái nói chung cái động lực thì các bạn đi thôi. Thì nếu có điều kiện thì các bạn cứ cố gắng đi, không có gì đáng sợ cả. Tại chương trình, đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Máu Quốc gia đã đến thăm hỏi, cổ vũ các tình nguyện viên đang tham gia hiến máu tại đây. Đồng thời, đoàn cũng đánh giá cao công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai. Kiểm tra giám sát thì tôi thấy rằng là cái hoạt động hiến máu tình nguyện của Đồng Nai rất là tốt, đặc biệt là với cái đối tượng chúng ta tổ chức ở các cái khu công nghiệp, những cái doanh nghiệp mà người dân sẵn sàng tham gia hiến máu. Thứ hai là các quy trình tổ chức tiếp nhận máu ở đây rất là đảm bảo vấn đề chuyên môn, và mọi người ở đây, người tham gia hiến máu thì rất là nhiệt tình và thoải mái, và tôi nghĩ rằng đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa trong cái hoạt động hiến máu của Đồng Nai nói riêng và của Việt Nam nói chung. Kết thúc chương trình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận được hơn 400 đơn vị máu hiến, mỗi đơn vị là 350ml bổ sung vào quỹ máu dự trữ của tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Chương trình hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên của Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa nhằm tuyên truyền cho người lao động hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của việc hiến máu và lan tỏa tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng. Hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2023 với mục tiêu đóng góp vào quỹ máu của tỉnh Đồng Nai 1.000 đơn vị máu hiến để phục vụ nhu cầu cấp cứu và chữa trị trong dịp hè.